Đám cưới Minh Tú aka đại hội dí cưới, Thùy Tiên bất ngờ bắt được bó hoa cưới của người chị, liền bị dân mạng dí cưới cho bằng chị bằng em. Trời ơi, mình em hết nhiệm kỳ đi. Nàng hậu số đỏ đi đám cưới cũng được ụp crowd. Đàm Vĩnh Hưng thông báo năm sau Hương Giang cưới. Chị đẹp xỉu cái đùng khi biết Mr. Đàm đăng ký hát mở màn đám cưới cùng tình cũ. Vậy là sau rất nhiều lần hứa hẹn, cuối cùng thì Minh Tú cũng đã chính thức có chồng. Người hâm mộ mừng thay cho Minh Tú, các nghệ sĩ cũng đã đến chung vui và dành cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Sau đám cưới của Minh Tú, dĩ nhiên khán giả đều mong đợi showbiz Việt có thêm tin vui, ví dụ như ngôi sao nào đó nối gót lên xe hoa. Chưa biết ai là người tiếp theo, nhưng những cư dân mạng theo dõi đám cưới của Minh Tú chắc đã bắt đầu dí một vài cái tên tiêu biểu. Đầu tiên có lẽ là Hoa hậu Hòa bình 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cũng phải thôi, bởi cô nàng là người may mắn bắt được hoa cưới của Minh Tú. Nếu xin vía thành công, có khi đây sẽ là người kế tiếp lên xe hoa không chừng. Được biết, Thùy Tiên vốn là người chăm chỉ đốc thúc Minh Tú cưới chồng nhiều nhất. Trước khi đi thi Miss Grand 2021, Thùy Tiên được Minh Tú training và có thể coi nữ siêu mẫu chính là người thầy của Thùy Tiên. Trong lúc cao hứng, Tú đã hứa với Tiên rằng nếu giật được crown sẽ cưới chồng và thật bất ngờ, Tiên ụp crown thiệt. Dĩ nhiên năm đó Minh Tú chưa thể thực hiện được lời hứa rồi. Dù bị Thùy Tiên dí hoài, Minh Tú vẫn chỉ hứa hẹn. Chị ấy hứa Thùy Tiên final work xong sẽ cưới, rồi Thùy Tiên hết nhiệm kỳ phải 2 năm rồi, lời hứa ấy mới thành hiện thực. Giờ Minh Tú cưới rồi, còn ném hoa cưới trúng tay Thùy Tiên nữa, nên cư dân mạng dần dần chúc mừng nàng hậu xin vía thành công, sớm ngày lên xe hoa cho bằng chị bằng em. Mà kể ra Thùy Tiên bắt hoa cưới cũng hài lắm, có khoảnh khắc đó thôi mà cho ra lò biết bao nhiêu meme. Lúc chuẩn bị bắt hoa cưới thì gương mặt hớn hở, khi bắt được rồi thì ngỡ ngàng thảng thốt, và xong xuôi thì bắt đầu đi tìm đôi guốc với biểu cảm gương mặt đầy nghi hoặc. Nói chung chị chiếm spotlight đám cưới Minh Tú rồi, xưa chị dí người ta cưới, giờ là quãng thời gian bị dí lại cũng rửa lòng. Ngoài hoa cưới, Thùy Tiên tại đám cưới Minh Tú còn được ụp crown. Cụ thể, trong phần trò chơi nhỏ ở đám cưới, Thùy Tiên và Mai Bảo Vinh là người nắm tay nhau chờ công bố kết quả. Mai Bảo Vinh trở thành Á hậu 1, còn Thùy Tiên chính thức đăng quang hoa hậu tại đám cưới của Minh Tú. Không chỉ Thùy Tiên, một mỹ nhân khác cũng bất ngờ vướng vào tin đồn tổ chức đám cưới sau khi Minh Tú lấy chồng, đó là Hương Giang. Nàng hậu lên đồ cực slay đi dự đám cưới, đến lúc về thì đi chung với Đàm Vĩnh Hưng và thảm họa bắt đầu từ đây. Mr. Đàm đứng trước truyền thông, bất ngờ thông báo dùng Hương Giang, cho biết cô sắp làm đám cưới. Cũng ngay tại đó, Đàm Vĩnh Hưng book luôn một suất hát mở màn đám cưới và anh sẽ kết hợp cùng Mát Lưu, tình cũ của Hương Giang. Câu chuyện chấn động rơi xuống cái đùng, làm Hương Giang xịt keo cứng ngắc. Nữ nghệ sĩ giờ khóc giờ cười cho biết bản thân giờ còn chưa có người yêu, vậy thì cưới sao được? Tất nhiên ai cũng biết là Đàm Vĩnh Hưng đang đùa thôi, nhưng lời đùa này đúng là đủ làm Hương Giang xỉu lên xỉu xuống rồi.